Xin chào các bạn đã quay trở lại với cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1 ở Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong video ngày hôm nay thì Linh sẽ cập nhật lại giá xe cho các bạn nhé, trong thời điểm mà bước sang tháng 3 dương này rồi. Quý khách hàng có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ với Linh qua số là 0987162438 hoặc là đến với cửa hàng xe máy Bình Minh 1 ở số nhà 2287 Đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngay bây giờ thì Linh sẽ cập nhật giá cho các bạn để mình tham khảo nhé. Mẫu xe đầu tiên mà Linh sẽ giới thiệu trong hôm nay đó là dòng xe Honda Vision. Vision thì như các bạn biết là nó sẽ có rất là nhiều phiên bản, có tới 5 phiên bản để quý khách hàng lựa chọn. Và mức giá của Vision thì nó sẽ dao động từ 31 triệu đồng cho tới khoảng là ngoài 37 triệu đồng. Phiên bản rẻ nhất của dòng xe Honda Vision sẽ là phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng sử dụng khóa chìa với mức giá là tầm hơn 31 triệu đồng. Còn các bản như là bản cao cấp màu đỏ, màu trắng sẽ có mức giá khoảng tầm là ngoài 33 triệu đồng. Và đặc biệt màu xanh nhám sẽ có mức giá khoảng tầm hơn 34 triệu đồng. Còn với bản thể thao thì chúng ta sẽ có các màu như là màu đen nhám này hoặc là màu xám xi măng. Các màu đen hoặc là xám xi măng thì sẽ có mức giá dao động cho các bạn là khoảng tầm ngoài 37 triệu đồng nhá. Với phiên bản thể thao chúng ta sẽ có bánh phía trước là 16 inch và xe sẽ cao hơn, dáng cao hơn. Vì vậy mà khách hàng nữ, nam giới đều có thể mình cũng có thể lựa chọn mua dòng xe Honda Vision phiên bản thể thao hai màu xám và màu đen, những màu sắc đang bán rất là chạy hiện tại. Và ngoài ra dòng xe Honda Vision thì Honda Việt Nam thời điểm cuối năm 2023 Honda Việt Nam có giới thiệu thêm hai bản nữa, đó chính là Vision phiên bản cổ điển màu vàng và Vision phiên bản cổ điển màu xanh nhám ở đây. Hai màu sắc này cũng là hai màu sắc rất là đẹp trên dòng xe Honda Vision. Mức giá bán sẽ dao động cho quý khách hàng khoảng tầm là hơn 37 triệu đồng cho Honda Vision phiên bản cổ điển nhá. Các bạn nhớ là đợt này mua Honda Vision thì cũng có hình thức là mua xe trả góp ạ. Các bạn sẽ trả trước khoảng tầm là 8 đến 10 triệu đồng là có thể lấy dòng xe Honda Vision này rồi. Dòng xe thứ hai nữa đó chính là dòng xe Honda Lead. Honda Lead thì như các bạn biết là Lead sẽ có 3 phiên bản và gần như là năm ngoái với năm nay Honda Lead là một trong những cái dòng xe mà rất là ít biến động về giá. Phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe Honda Lead thì sẽ có duy nhất một màu, đó chính là màu trắng. Màu trắng trên dòng xe Honda Lead phiên bản tiêu chuẩn thì cái bóng ở phía trước nó sẽ là bóng halogen nhá. Còn với các bản cao cấp đặc biệt nó sẽ là bóng led ạ. Và ngoài ra thì với bản tiêu chuẩn của dòng xe Lead nó cũng được trang bị khóa thông minh smart key rồi nhưng nó chưa có tính năng báo động chống trộm. Mức giá bán chỉ khoảng tầm là hơn 38 triệu đồng cho Honda Lead phiên bản tiêu chuẩn và duy nhất một màu là màu trắng, hơn 38 triệu đồng. Bản thứ hai đó là bản cao cấp. Bản cao cấp thì chúng ta sẽ có hai màu, đó là màu trắng màu đỏ và màu xanh. Mức giá bán sẽ khoảng tầm là 41 triệu đồng. Và một bản nữa bán rất là chạy đó chính là bản đặc biệt với hai màu là màu bạc và màu đen. Mức giá bán sẽ dao động cho quý khách hàng là khoảng tầm 42 triệu đồng cho Honda Lead phiên bản đặc biệt sơn sần, sơn nhám, màu đen và màu bạc. Dòng xe tiếp theo mà khách hàng mua xe lựa chọn cũng rất là nhiều đó chính là dòng xe Honda SH1. Như các bạn biết thì SH1 chúng ta sẽ có các phiên bản là được trang bị hệ thống phanh CBS và các phiên bản được trang bị ABS. Thì với những cái phiên bản mà được sử dụng hệ thống phanh CBS, mức giá bán nó sẽ dao động khoảng tầm là ngoài 58 triệu đồng. Còn lại với các phiên bản ABS như là màu đỏ, màu xanh, giá khoảng tầm ngoài 62 triệu đồng. Còn với màu xám xi măng phiên bản thể thao, một màu sắc rất là đẹp ở đây, mức giá bán sẽ khoảng tầm ngoài 64 triệu đồng ra. Ngoài màu này ra thì SH1 còn có các màu như là màu đen nhám này hoặc là màu bạc đen nhé. Mức giá bán thì sẽ dao động cho quý khách hàng khoảng tầm là 65 triệu đồng. Dòng xe tiếp theo đó là Honda SHI. SHI thì sẽ có rất là nhiều phiên bản 125 hoặc là bản 160 phân khối nhá. Bản 125 thì chúng ta có bản là 125 phanh CBS hoặc là ABS. Với bản 125 CBS hiện tại mức giá bán của SHI đang rất là tốt, thì khoảng tầm ngoài 75 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một chiếc xe Honda SH rồi. Gần như là thời điểm năm ngoái cho đến năm nay Honda SHI nó đang có mức giá rất là tốt cho các bạn luôn, thì khoảng tầm hơn 75 triệu đồng thôi là các bạn sở hữu một chiếc xe SH 125 CBS rồi. Còn nếu như các bạn lựa chọn sang bản ABS thì nó cũng chỉ có mức giá khoảng tầm là ngoài 82 triệu đồng nhé. Khoảng hơn 82 triệu đồng cho bản 125 ABS, các màu như là màu trắng, màu đỏ hoặc là màu đen nhám nhé, hoặc là màu xám xi măng. Đó là mẫu xe Honda SH 125. Còn ngoài ra thì với SHI chúng ta có bản 160 phanh CBS dao động khoảng tầm ngoài 92. Bản ABS dao động khoảng tầm từ 102 triệu đồng cho đến 105 triệu đồng là tùy theo màu sắc các bạn nhé. Các bạn quan tâm cụ thể chi tiết hơn về mẫu xe Honda SHI này thì liên hệ với Linh qua số là 0987162438 ạ. Mẫu xe tiếp theo Linh giới thiệu cho các bạn đó chính là dòng xe Honda Amblade.
Như các bạn biết thì Honda Blade thì chúng ta sẽ có các bản là LED 125 phân khối và Honda LED 160 phân khối nhá. Với bản LED 125 thì có duy nhất 3 màu, đó là màu đỏ, màu xanh và màu đen. Hiện tại mức giá bán cho các màu là đỏ và xanh sẽ dao động khoảng tầm ngoài 41 triệu đồng và màu đen nhám sẽ dao động khoảng tầm ngoài 44 triệu đồng cho dòng xe Honda LED 125. Và các bạn lưu ý này, tất cả các dòng xe bên Linh đều có hỗ trợ hình thức mua xe trả góp nhé. Các bạn trả trước từ 20 cho đến 30% giá trị xe, đủ 18 tuổi trở lên là các bạn có thể mua trả góp. Và thủ tục rất là đơn giản, mình chỉ cần căn cước công dân là có thể mua rồi nhé. Bạn nào mà muốn nhận được ưu đãi gói trả góp hấp dẫn nhất thì liên hệ với Linh qua số là 0987 162 438 nha các bạn ấy. Dòng xe tiếp theo đó là Way Alpha. Way Alpha thì hiện tại bên Linh đầy đủ các màu đen, đỏ, xanh, trắng, có đủ các màu để cho các bạn lựa chọn nhé. Honda Way Alpha thì hiện tại với bản đỏ hoặc là xanh hoặc là trắng, mức giá bán nó sẽ dao động cho mọi người khoảng tầm là hơn 19 triệu đồng. Còn với màu đen nhám thì nó dao động khoảng tầm là ngoài 20 triệu đồng nhé. Khách hàng nào mà muốn là trang bị thêm vành đúc cho chiếc xe này, hay là muốn lắp thêm là đèn pha LED như này, thì cửa hàng bên Linh cũng sẽ có lắp đầy đủ cho mọi người luôn. Nếu khách hàng nào muốn trang bị thêm thì mình có thể lắp thêm tại cửa hàng luôn nhé. Way Alpha dao động từ khoảng tầm ngoài 18 triệu đồng cho ngoài 19 triệu đồng cho tới khoảng là ngoài 20 triệu đồng. Với dòng xe này trả góp các bạn chỉ trả trước khoảng tầm là 4-5 triệu đồng là có thể mua trả góp dòng xe Honda Way Alpha này rồi ạ. Bạn nào có nhu cầu mua trả góp Way Alpha nhé thì mình nhớ là liên hệ số của Linh là 0987 162 438 nhé. Ngoài ra thì cửa hàng bên Linh còn có nhiều dòng xe nữa mà Linh không trưng bày hết ở đây, như là Honda Way ZX này, Honda Future này. Đó, các dòng xe đầy đủ hết cho các bạn lựa chọn nhé. Các bạn có nhu cầu mua xe ấy, thì các bạn hãy đến với cửa hàng Bình Minh 1 ở số nhà 2287 Đại lộ Hùng Vương nhé, phường Đông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là số Zalo của Linh để được Linh tư vấn cụ thể hơn nha các bạn ơi.